Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì chúng ta lại đến với video tiếp tế hộ. Lần này thì mình sẽ tiếp tế trang bị của nhân vật Grey Sail. À, anh này thì có nhờ mình là tiếp tế... Ừ đấy, vẫn là tiếp tế trang bị của Grey Sail nhá. Đó chính là cây Elysian Archa với lại Viết Thánh. Queo lắm mọi người ơi, queo, con queo chúa đây rồi. Ok, sau... Rồi, nhân phẩm. Chắc là ước gì hôm nay là nhân phẩm quay trở lại, chứ hôm qua là hơi mệt nha. À, của mình thì đấy mọi người thấy rồi đấy, tài rết rồi đấy, tài khơi trường xuyên tiền rồi, rồi đau đớn. Wow, một nhánh đầu tiên đã không ra cái gì hết. Bây giờ thì chúng ta có 16.000 pha lê, người ta vừa mới nạp luôn đấy mọi người, nạp nóng hổi luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tế. Ok chấn thôi, mình cũng không mong cây chấn ra trước đâu, ra Viết Thánh đi. Trời ơi! Còn không sao, mới nháy đầu tiên thôi mà. Liệu có full gear không? Nó ta không hề sớm một chút nào luôn. Ok, tiếp này. Bây giờ mình có 16.000, đây là khoảng tầm 50 nháy. Có 50 nháy thì chắc là nhân phẩm sẽ cao lắm. Lắc cũng phải ok thì mới full gear được. Yes, chấn mà không vui nhỉ. Chấn nhưng vẫn hơi chê. Bởi vì mình nghĩ là tí nữa nó sẽ do thêm khoảng tầm độ một vài cây chấn nữa. Mọi người cứ để ý đi, chắc chắn là như thế luôn. Gì chê nha, chê. Thật sự cái bên nơi thì nó rất là phèn luôn. Ok, chúng ta chỉ... hết pha lê rồi. Còn có 8.000 pha lê thôi này. 8.000 là được. Tầm khoảng độ 20 nháy à. Ôi, vậy làm sao mà full như hả trời. Cái rết này nó không hề ra nổi nhiều thịt. Nói có sai đâu. Nói không hề sai một tí nào. Quá mệt mỏi rồi. Rết này như quần đùi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Quang. Why? Ôi trời ơi, top vang nhiên gì. Wow, còn 7 lần nữa. Còn 7 lần nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. I don't need vang nhiên gì. Thứ tao cần là Kazune. 3, 4, 4 này. C nó ra sớm. Ra thêm một tím nữa cho tao, tao xin mày đi ai cha. Một cái vết thánh nữa đi. Một vết thánh nữa đi. Một vết... Top. Ô, còn có 2.400 pha lê thôi. 24 lượt nữa. Ô là trời. 1, 2, 3, 4 lượt. Lần này chúng ta sẽ x1 thôi. X1 hết sạch pha lê rồi. 2000 years later. Trời ơi. Boss. Please. Boss. Wow. Ai chan. I'm fine. Không biết phải nói gì luôn. Wow, thật sự đây là một cái banner cực kỳ như quần đùi. Bảo hộ tiếp tế, bảo hộ cái quần què gì. Trời ơi, banner. Quên đi. Có Grisel chưa ta? Grisel, đi. Ôi, rank S luôn rồi. Trời ơi, ba cây chấn. Trời ơi, 2/4. Ok, quá mệt mỏi.